Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, đứng cạnh bên Tiến Dũng đó là nghị viên Charlie Nguyễn Bình Chí, là người sẽ ra ứng cử chức vụ thị trưởng Westminster. Xin anh gửi lời chào quý vị khán giả cũng như là cho biết cảm tưởng của mình khi ngày hôm nay em thấy hiện bây giờ rất là đông đồng hương đến ủng hộ anh trong ngày hôm nay ạ. Vâng, trước hết chúng tôi xin gửi lời chào Tiến Dũng cũng như là xin được kính chào tất cả quý khán giả của TD Media. Và thưa với quý vị, chúng tôi rất là vui. Trước hết là chúng tôi vui là có sự hiện diện của anh Tiến Dũng ở đây để làm cái buổi phóng sự để quý vị, mặc dầu là không đến được nhưng mà quý vị ở nhà, quý vị cũng đang theo dõi về chương trình. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng rất là vui là thưa với quý vị, chương trình chưa bắt đầu nhưng mà tới giờ phút này là chúng tôi đã thấy gần như là đầy nhà hàng rồi. Và ngày hôm nay chúng tôi biết được là những cái khách mà mời đó sẽ chật nhà hàng, cho nên là chúng tôi rất là vui được cái sự hưởng ứng cũng như là đóng góp của các cơ quan truyền thông báo chí nói riêng, rồi tới các ca nghệ sĩ, rồi bên cạnh đó là có các vị doanh nhân trong cộng đồng của chúng ta, rồi là chúng tôi cũng có những người ủng hộ chúng tôi là những người cư dân của thành phố Westminster. Cho nên chúng tôi phải nói là overwhelming, có nghĩa là chúng tôi nói rằng là có cái sự mà tham dự thương mến cá nhân chúng tôi và đến đây để ủng hộ cho chúng tôi. Và chắc chắn là cái sự ủng hộ này là cái sự họ mong muốn rằng chúng tôi sẽ đạt được cái chức vụ thị trưởng để có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho thành phố cũng như là đóng góp nhiều hơn cho cái sự lớn mạnh của cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi rất là vui, thưa với anh. Dạ vâng, thưa anh Minh Chí, này ở thành phố Westminster lần này thì tới hai người khác nữa, đó là nghĩa là cũng là nghị viên thành phố Westminster ra ứng cử thị trưởng Westminster, một cái sự kiện nó khá đặc biệt trong năm nay. Với anh thì anh có những hoạch định gì mà anh nghĩ rằng trong thời gian tới mà anh có thể mang đến cái sự lợi ích cho đồng hương ạ? Dạ vâng, chúng tôi có rất nhiều chương trình, thưa với quý vị, trong chương trình của chúng tôi sẽ lo cân bằng ngân sách cho cái thành phố. Như quý vị cũng nghe thấy rằng là thành phố đang ở trong cái việc mà gọi là có thể đi tới cái vấn đề phá sản. Chúng tôi không nói là phá sản bây giờ nhưng mà có thể nếu mà chúng ta không có những cái hành động chính đáng để mà chúng ta có thể cải thiện lại cái hoặc là cân bằng lại cái ngân sách, đó là cái điều mà chúng tôi sẽ tập trung vào để chúng ta có thể có những cái chương trình hữu ích hơn để chúng ta có thể giúp cho thành phố có được thêm cái ngân khoản, ngân quỹ để mà có thể sử dụng trong những cái việc mà chi tiêu. Chúng tôi không có chú ý là sẽ cắt giảm vấn đề an ninh, vấn đề nhân viên của thành phố hoặc là cắt giảm những cái dịch vụ. Chúng tôi không những là chúng tôi không muốn cắt giảm mà chúng tôi còn muốn làm sao để cho những cái dịch vụ đó hữu hiệu hơn. Nhưng bên cạnh đó, muốn được cái đó thì chúng ta phải cân bằng cái ngân sách, và cân bằng ngân sách đó bằng có nhiều cái phương thức để mà chúng ta đưa ra, để đưa vào cái ngân khoản cho thành phố. Điều đó là cái điều chúng tôi cần phải làm. Điều thứ hai nữa, chúng tôi muốn rằng là chúng ta phải gọi là chỉnh đốn lại cái cơ cấu tổ chức. Bình thường mình nói cơ cấu tổ chức và bây giờ có thể nói là cơ cấu của thành phố. Trong những năm vừa qua, thành phố tốn rất nhiều tiền để mà gọi là trả cho những cái vụ kiện không đâu vào đâu hết. Vụ kiện của thành phố như là anh cũng biết là các vụ kiện của cảnh sát đó, hết tới 3-4 triệu, rồi là có những vụ kiện tới giờ phút này chúng tôi vẫn còn đang phải giải quyết những cái vụ kiện đó. Chúng ta không thể nào mà cứ tiếp tục cứ vụ kiện này sang vụ kiện kia rồi chúng ta điều đình rồi chúng ta phải trả tiền như vậy. Chúng ta phải có một cái cơ cấu tổ chức rõ ràng và tránh đi những cái việc mà người ta kiện tụng thành phố. Càng nhiều càng tốt, cái việc đó là việc cần phải làm. Đó là chúng tôi đang nói về vấn đề ngân sách cũng như là về phục vụ cho cư dân. Về những cái thủ tục cũng vậy nữa, chúng tôi phải giảm bớt những cái thủ tục rườm rà của hành chánh để chúng ta có thể giúp cho những cái giới tiểu thương họ có thể làm việc. Chúng ta thấy rằng là trong cái kỳ vừa qua, cái nạn dịch đã làm cho cái giới tiểu thương đã bị quệt quệ rất nhiều. Dĩ nhiên nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, ảnh hưởng cả thành phố, nhưng mà cái giới doanh nghiệp, quý vị thấy rằng là nếu mà quý vị là những người dân nghề nghiệp, quý vị cũng thấy như vậy. Và chúng tôi cũng cố gắng làm sao để cho giúp cho những người mà muốn mở thương mại trong thành phố để chúng ta có cái chương trình nó gọi là nó hữu hiệu để cho họ khi mà họ vào họ nộp cái tấm đơn, không phải họ đợi từ năm này tháng này qua năm tới mới có được cái giấy phép. Thì như vậy đó, chúng tôi hiểu được cái khó khăn của những người mà ra mở một cái business như vậy. Họ phải có những cái ngày để mà gọi là khai trương. Mà nếu mà chúng ta không có làm đúng như cái chương trình đó, thì có thể cái khai trương của họ bị đình trệ lại một năm, hai năm, thì lúc bây giờ là họ sẽ phải khổ rất nhiều. Chúng tôi hiểu được vấn đề đó. Và vì thế chúng tôi sẽ đơn giản hóa cái thủ tục hành chính của thành phố. Bên cạnh đó thì thưa với quý vị là chúng tôi phải làm sao để mà có được cái sự mà bình an, chúng tôi nói bình an hay là nó yên bình ở trong cái sinh hoạt của hội đồng thành phố. Như quý vị thấy rằng là trong những năm vừa qua đó,
thì hội đồng thành phố nó có những cái lộn xộn, mà những cái lộn xộn đó chẳng đặng đừng chúng tôi phải đối diện, mà được phải đối diện những cái đó, thưa với quý vị, nó tốn kém về cái ngân khoản hay là phí phạm cái tiền thuế của người dân. Mà đặc biệt là chúng tôi không muốn làm gọi là xài cái tiền thuế của quý vị hay tiền thuế của người dân vào những cái chuyện phung phí, vào những cái chuyện mà không đâu ra đâu, để rồi cuối ngày nó không có đạt được cái gì hết. Cho nên chúng ta hãy dùng cái thời gian đó để mà chúng ta thảo luận những cái điểm tốt hơn để nâng cao cái đời sống của người dân cũng như là phát triển thành phố, thay vì chúng ta đưa ra những chuyện đấu bỏ với nhau thì cái chuyện đó nó không có hay. Thì thưa với anh, đại khái là một số cái vấn đề như vậy, nhưng mà chúng tôi biết rằng là chúng tôi có một cái chương trình rất là rõ ràng, và qua cái sự làm việc của chúng tôi trong những cái năm trước khi mà trở thành dân cử làm việc cho cộng đồng đó, chúng tôi đã có hơn 3 thập niên làm việc cho cộng đồng. Chúng tôi cũng có cái cơ hội làm việc với nhiều cái tổ chức, nhiều đoàn thể, cũng như các bác các chú. Thì tôi nghĩ rằng là các bác các chú cũng đã hiểu được cái sự làm việc của chúng tôi. Không những là chúng tôi đóng góp mà chúng tôi lại có cơ hội để học hỏi từ những các bác, các cha, các chú, các anh, các chị cũng như là các bạn trẻ. Thì tôi sẽ là một người mà phát xuất ra từ ở cộng đồng Việt Nam, thì chúng tôi sẽ gọi là không chỉ là lo cho cư dân của thành phố Westminster, không chỉ là lo cho cái thành phố Westminster được phát triển mạnh hơn, nhưng mà chúng tôi còn phải biết rằng phát xuất từ là một người trong cộng đồng thì chúng tôi sẽ phải lo cho cộng đồng của người Việt chúng ta nữa. Câu hỏi trước khi mà tới anh Nam Quang, thưa anh, ở thành phố Westminster đó là nhiều người dân người ta nhìn thấy rằng như hồi nãy anh nói là cái vấn đề của các nghị viên trong thành phố đó, mất quá nhiều thời gian từ cuộc họp, người đó thay vì những cái thời gian đó sẽ phục vụ cho đồng hương, thì nếu như may mắn anh được đậu cái chức gọi là thị trưởng thành phố Westminster lần này, thì anh có cái cách gì để mà có thể hòa đồng hoặc là có thể làm việc với tất cả những người mà trong thời gian trong quá khứ đã có nhiều cái lấn cấn, mà điển hình là những cái lần họp ở hội đồng thành phố Westminster, không thưa anh? Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã hỏi cái này, nhưng mà chúng tôi xin được trả lời rất là rõ ràng thưa với quý vị. Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thưa với quý vị, chúng tôi đã có cái kinh nghiệm làm việc với nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể trong cộng đồng, mà đôi khi làm việc với tổ chức, nhiều đoàn thể trong cộng đồng cũng có những cái khó khăn của nó, nhưng mà chúng tôi đã làm việc quen và phối hợp những cái việc làm việc rất trôi chảy trong cái sinh hoạt của cộng đồng. Đó là cái kinh nghiệm của chúng tôi, và chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ làm việc được với những đồng việc của chúng tôi, cũng như là chúng tôi đã từng làm việc với tổ chức trong cộng đồng. Cái điểm thứ hai nữa là chính quý vị cũng sẽ là người mà đóng góp vào trong cái việc mà giảm bớt cái vấn đề mà cãi vã vô bổ này. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Cá nhân chúng tôi, quý vị tín nhiệm chúng tôi vào cái chức vụ thị trưởng rồi, nhưng mà còn hai chức vụ khác thưa với quý vị, là của 5 chức vụ tất cả, thì là kỳ này có 3 chức vụ phải ra tranh cử. Thì hai chức vụ khác đó là cái địa hạt 1 và địa hạt 4 sẽ có hai ứng cử viên mới, sẽ được hai ứng cử viên của nghị viên đó sẽ vào trong cái thành phần của hội đồng thành phố kỳ này. Và chúng tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ dùng cái lá phiếu của quý vị để mà chọn cái người có tâm có đức và cái người mà có cái lòng nhiệt thành để mà đóng góp vào cái sự phồn thịnh của thành phố, cũng như là đóng góp vào cái sức mạnh của cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng vào cái lá phiếu mà quý vị sẽ trao và quý vị sẽ bầu vào trong cái tháng 11 này. Dạ, vâng, một lần nữa rất cảm ơn anh Nguyễn Minh Chí, và xin chúc anh được thật nhiều may mắn trong lần ra tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố Westminster lần này. Và thưa quý vị, mọi đóng góp quý vị có thể nhìn vào màn hình Tiến Dũng đã để phía bên dưới. Và một lần nữa rất cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Tiến Dũng cũng như là TD Media đã giúp cho chúng tôi để phổ biến cũng như làm phóng sự này đến tất cả mọi người. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự thương mến của quý vị cũng như là cái sự mà cái cơ hội mà chúng tôi được cộng tác với quý vị trong những năm vừa qua, thì xin quý vị hãy tin tưởng chúng tôi và trao chúng tôi, nhất là quý cư dân hoặc là nói cử tri của thành phố Westminster sẽ bầu phiếu cho chúng tôi là Chí Charlie Nguyễn vào trong tháng ngày 8 tháng 11 này. Cái phiếu bầu sẽ được gửi về nhà sớm hơn, có nghĩa vào tháng 10 quý vị sẽ nhận được và quý vị có thể điền và gửi đi. Xin quý vị nhớ cho là Chí Charlie Nguyễn. Và cái chiến thắng này, một lần nữa, chiến thắng này không phải là chiến thắng cho Chí Charlie Nguyễn, mà cũng không phải là chiến thắng riêng cho cử tri hay là cộng đồng cư dân của Westminster, nhưng mà nó còn chiến thắng mạnh mẽ hơn cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại đây, thưa với quý vị.
À, dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, nước công an Tiến Dũng là anh cô kỹ một gương mặt có thể nói rất là gần gũi với channel TD Media này rồi. À, và thưa anh cô kỹ có mặt trong ngày hôm nay, anh là người theo dõi chặt những sinh hoạt cộng đồng của người Việt quốc gia và đặc biệt ở thành phố Westminster. Lần này thì ba người mà ra tranh cử cái chức vụ thị trưởng Westminster như anh thấy đó, và nếu mà so với hai ứng cử viên kia thì anh nghĩ rằng đối với Charlie Nguyễn Đình Chí thì anh như thế nào ạ? Vâng, thưa quý vị, vâng, nếu quý vị cách đây cũng tầm vài ba chục năm rồi, lâu lắm, một cuốn phim The Best, The Good, The Good, The Best, The Ugly, là ba nhân vật đó, The Good, The Best, The Ugly. Thì bây giờ ngẫu nhiên từ thành phố Westminster là hiện tại có ba người Việt Nam, tôi nói là ba Việt Nam, không biết có Mỹ có thể tranh cử hay không. Nhưng tôi nghĩ là The Good, The Best, The Ugly thì cái người đầu tiên The Good chắc chắn là ông Charlie Nguyễn Văn Chí, và lẽ nhiên là người ta hỗ trợ cho Good, ủng hộ cho Good. Thế thì thật sự mà nói, bây giờ chúng tôi cả bỏ ra mấy năm để nói về những cái sai sót hay những lỗi lầm hay những cái sự mà phản bội cộng đồng của Kim Yo Ho và Tài Đỗ, mà tôi nghĩ có người mà không ai nói rõ biết rõ về vấn đề đó hơn là chị Nhật Linh đứng bên tay trái chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng để cho chị Nhật Linh nói những điều đó, tại vì chị ôm hiểu rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng câu hỏi của anh thì câu trả lời chắc chắn 1000% là tôi nghĩ đồng hương và Nga cả người Mỹ luôn hỗ trợ cho ông Charlie Nguyễn Minh Chí. Tại vì với quá trình ông làm 4 năm nghị viên, thị trưởng, và ông làm giám đốc cơ sở vệ sinh rất là lớn của Midway, giúp cho thành phố Westminster luôn, và ông đã từng cộng tác sát cánh với ông thị trưởng Tạ Đức Trí nhiều năm. Do đó ông ta am hiểu tình hình và làm việc cùng một chính sách, một đường lối, đặc biệt vấn đề chống cộng. Do đó bây giờ ông Trí có cơ hội lên thị Sacramento để làm dân biểu tiểu bang, thì ông Charlie Trí tiếp nối con đường đó tôi nghĩ rất là thuận tiện. Trong khi Kim Yo Ho bà Tạ Đỗ quá nhiều tâm tiếng, quá nhiều tội lỗi, quá gì nhiều sự mà cộng đồng phản đối. Do đó tôi chắc chắn là ông Charlie, bằng chứng hôm nay anh thấy có cuộc tiệc hôm nay mà anh thấy tràn ngập đồng hương tới, điều đó đã nói lên đồng hương ủng hộ ông ta. Và cái người mà chia sẻ với anh về Kim Hồ hay Tài Đỗ thì mời Nhật Linh. Em xin thưa với anh Ngô Kỷ, với lại thưa quý khán giả của đài của anh Tiến Dũng cũng như là đài Trust Media Network. Nhật Linh rất là hạnh phúc luôn anh Ngô Kỷ. Em đến đây em thấy là đồng hương đến ủng hộ anh Charlie Chí Nguyễn á, phải nói là khách vô lũ lượt, phải dùng cái từ lũ lượt á. Chưa có đến giờ khai mạc mà bàn đã chật hết rồi, và bây giờ là mọi người còn đang đi muốn là làm đặt thêm bàn, đặt để có chỗ ngồi cho mọi người. Em rất là vui, và Linh muốn nói với quý vị cử tri là chưa bao giờ như bây giờ. Lần này chúng ta chọn một thị trưởng cho thành phố Westminster mà có đến 3 ứng cử viên của người Việt Nam. Đó là ông Charlie Chí Nguyễn, bà Kim Ly Hồ và ông Tài Đỗ. Thì Linh, trong thâm tâm của Linh, Linh có một cái niềm tin rằng cử tri người Mỹ gốc Việt của chúng ta rất là sáng suốt, và ai cũng thấy rõ bản chất của ba ứng cử viên thị trưởng của năm 2022 này. Linh có một cái niềm tin là quý vị sẽ chọn ông Charlie Chí Nguyễn, bởi vì phải nói đây là một người nghị viên mà không có một vết đen ở trong cộng đồng. Nói như vậy không có nghĩa là ông Charlie Chí Nguyễn là perfect. Ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu. Nhưng để gọi là cái điểm đen về nhân cách, về tư cách thì ông Charlie hoàn toàn không có. Còn ngược lại, ứng cử viên Kim Ly Hồ là một người nói dối cộng đồng, nói dối như con vẹt, nói dối mà tôi sợ luôn. Và những chương trình sắp tới đây trên Trust Media Network, từng chương trình tôi sẽ nói những cái điểm cụ thể mà Kim Ly Hồ đã mị dân như thế nào và nói dối cộng đồng như thế nào. Và ông Tài Đỗ thì sao? Và ông Tài Đỗ thì thôi khỏi nói rồi. Linh cứ nghĩ rằng ông Tài Đỗ sẽ không bao giờ ra ứng cử thêm một lần nào nữa. Bởi vì những cái tờ profile mà đưa lên những cái hình ảnh trụy lạc, dơ giấy của ông Tài Đỗ mà Kim Ly Hồ đưa ra là coi như chấm dứt cái cuộc đời chính trị của ông Tài Đỗ từ đó. Nhưng mà Linh không ngờ ông Tài Đỗ lại dũng cảm trong giấy nháy. Ông ta lại ứng cử để làm bia cho mọi người bắn vào. Phải nói thẳng là như vậy. Cảm ơn Nhật Linh. Dạ. Bây giờ bà... làm bia cho bà Kim Ly Hồ. Đúng rồi. Kim Ly Hồ là người bắn nhiều nhất. Vâng. Bây giờ thì quý vị muốn nghe Nhật Linh nói đầy đủ chi tiết
Tôi nghĩ bà nói 3 tháng bữa nay đến bầu cử chưa hết đâu. Do đó chúng ta có mấy phút à. Do đó bây giờ cảm ơn Nhật Linh đã chia sẻ. Tại vì những điều bà nói, chị Nhật Linh chỉ biết. Thật mình bây giờ chỉ có chị là chị người nắm sổ đen đó. Thì biết vâng. Nhật Linh chào khán giả. Dạ đúng rồi. Em cảm ơn Ngô Kỷ. Nhật Linh xin chào quý vị. Hôm nay là ngày vui của anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Linh chỉ muốn nói một điều nữa là xin quý vị cử tri người Mỹ gốc Việt, xin quý vị hãy chọn lựa anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí, hãy đặt niềm tin vào anh Charlie, bởi vì anh có đầy đủ những sự kinh nghiệm, đủ niềm tin về đạo đức, về mọi thứ để chúng ta tin rằng với cái vị trí là thị trưởng của thành phố Westminster, anh sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho thành phố này. Nếu mà chúng tôi không stop bà này, bà nói 5 tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Dạ, xin cảm ơn chị, xin lỗi. Vâng, chúng ta thấy không phải dân tới ủng hộ ông Charlie Nguyễn Chí, mà chúng tôi thấy quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, quân dân như cá với nước. Và hôm nay chúng tôi thấy một người đội có mũ beret này thì chắc chắn là quý vị cũng biết rồi, chắc chắn là lính rồi. Dù rằng tôi không lính nhưng tôi thấy cái mũ này, anh tự giới thiệu và anh chia sẻ và cảm tưởng hôm nay, có mặt hôm nay, anh giúp tự giới thiệu anh và... Dạ thưa thính giả của đài, vâng, tôi là bác sĩ Phạm Vũ Bằng, là bác sĩ của sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Tôi ủng hộ ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí là bởi vì ông Charlie đã làm phó thị trưởng rồi, ông Charlie cũng giữ rất nhiều những cái địa vị ở trong thành phố cũng như là trong OC, mà so far thì tôi không thấy một cái tai tiếng gì hết. Có nghĩa là ông làm tốt thành ra mới không có tai tiếng. Bởi vậy cho nên tôi vào một cái chuyện quan trọng nhất đối với chúng tôi nữa là ông này vẫn giữ vững cái lập trường chống cộng, lập trường quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên tôi ủng hộ ông ấy. Vâng, xin cảm ơn ông, và chắc chắn là bác sĩ là người cựu quân nhân quân lực tỉnh Cộng Hòa và đứng về phía những người quốc gia chống cộng, tại vì cũng có một số người lính Việt Nam Cộng Hòa hồi chào đảo đó, thì chắc chắn với uy tín của bác sĩ, với chỗ đứng của bác sĩ thì chắc chắn bác sĩ sẽ khuyến khích và kêu gọi những người cựu quân nhân hỗ trợ trong trạm Lê Nguyễn Chí. Vâng. Tôi kêu gọi những anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người nào mà còn nghĩ đến cái chính nghĩa quốc gia, còn nghĩ đến cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, hãy bỏ phiếu cho ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ. Thành phố Westminster là thủ đô tị nạn, là nơi có mật độ dân số Việt Nam cao nhất ngoài Việt Nam, là nơi không ngừng lên tiếng tranh đấu cho nhân quyền tại quê nhà. Và chúng ta hãnh diện là người tị nạn, những người tị nạn Việt Nam là biểu tượng cho cả thế giới vì lý tưởng tự do. Cả thế giới cảm phục vì những cuộc vượt biên tìm tự do qua những điều kiện vô cùng khắc nghiệt ngoài sức tưởng tượng của con người. Biểu tượng của tự do tại vì hàng trăm ngàn đồng bào của chúng ta đã bỏ mình cho tự do. Trong đó có người thân của tôi và của quý vị, cái chết của họ cũng phải bổ công vì đã ghi vào trong lương tâm của nhân loại, là lịch sử của thế giới, như một lời tuyên dương lý tưởng tự do. Và nghị viên Nguyễn Mạnh Chí là người có tinh thần tự do và lập trường tự do vững chắc. Chính ông là tác giả của dự luật thành phố Westminster mừng ngày, như là tưởng nhớ ngày quốc hận. Ông đã tổ chức văn nghệ xây dựng tượng đài Việt Mỹ, mà mỗi lần đi qua tôi rất hãnh diện. Và ông có nhiều biệt tài về tổ chức, và các bạn, những vị sẽ phát biểu sau đây sẽ nói rất nhiều. Tôi chỉ nói những kinh nghiệm mà cá nhân tôi đã từng phục vụ với anh Nguyễn Mạnh Chí khi anh còn rất trẻ. Nguyễn Mạnh Chí là người tổ chức cuộc tụ họp người trẻ Việt Nam đông nhất ngoài quê hương Việt Nam, trên 3.000 người tại Hồ Phạm. Anh là người đã tổ chức cuộc xuống đường lớn nhất tại miền Nam California để xây dựng làng Việt Nam tại Fullerton. Tôi nhớ trong một buổi họp với tất cả đại biểu các đoàn thể trẻ, tôi phát biểu như thế này: các bạn là những người trẻ hy sinh những tuần lễ của tuổi trẻ phục vụ đồng bào, nhất là những đồng bào tị nạn. Các bạn đừng sợ bị lợi dụng, các bạn sẵn sàng bị lợi dụng và phải sẵn sàng trở thành viên gạch lót đường cho đại cuộc và cho đồng bào của chúng ta. Và Nguyễn Mạnh Chí
đã phục vụ trong tinh thần đó. Và điểm thứ ba tôi muốn nói là cuộc đấu tranh tại Thái Hà, Nguyễn Mạnh Chí đã tổ chức đêm cầu nguyện và nhiều cơ quan nói là có trên 10.000 người tham dự. Thưa quý vị, quê hương Việt Nam trước Thái Hà nằm dưới bàn tay thống trị của chế độ bạo tàn, người dân sợ hãi và không dám lên tiếng. Một chế độ mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói là chế độ này châu ngựa sống không an, Sài Lan đã lập xong nền thống trị, ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ, ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn. Và Nguyễn Mạnh Chí đã tổ chức đêm cầu nguyện yểm trợ Thái Hà, và người dân tại Thái Hà đốt nến trên đường phố nói lên tiếng nói đòi hỏi nhân quyền, và ngọn lửa đó đã lan tràn sắc quê hương Việt Nam. Và sau đó nhà cầm quyền đã phải nhượng bộ và nới lỏng cho dân chúng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có tự do, quê hương Việt Nam chưa có tự do, vì các quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp đều nằm trong tay Đảng Cộng sản, và quyền lợi thiêng liêng của người dân chưa phải là quyền mà chỉ là một ân huệ của nhà nước, và có quyền lấy đi bất cứ lúc nào. Quê hương Việt Nam vẫn chìm trong tăm tối của một xã hội, một chế độ lạc hậu nhất. Như vần thơ của Nguyễn Đắc Kiên, tôi chưa thấy một đêm nào dài thế. Không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn, lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị. Và chúng ta không thất vọng, chúng ta hy vọng một ngày nào đó. Nhưng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã tiên báo, trong đám bóng đêm đè nghẹt phục sẵn một mặt trời, trong đau khổ khôn lười phục sẵn toàn sấm sét, trong đám người đói rét phục sẵn những đoàn quân, khi vận nước xoay vần tất cả thành viên tử, trong khi chờ đợi bọn cờ vàng lại bay trên quê hương ta. Chúng xin quý vị hãy bỏ phiếu cho nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Ngày nào nghị viên Nguyễn Mạnh Chí là thị trưởng tại Westminster, ngày đó ngọn cờ đỏ bạo tàn không có cơ hội xuất hiện tại đây, và ngọn cờ vàng tiếp tục bay trên đường phố buôn xa. Và chúng ta mong đợi một ngày trở về quê hương với ngọn cờ tự do trên quê hương Việt Nam. Cảm ơn toàn thể quý vị. Và thưa quý vị, một người trẻ mà tôi rất cảm phục vì khả năng của anh, vì sự kiên quyết của anh không lùi bước trước trở ngại, cái vision viễn kiến của anh cho thành phố Westminster về cái lập trường chống cộng không nhân nhượng và yêu trừng tự do, còn người có biệt tài quy tụ quần chúng. Như quý vị thấy ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Xin một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi được mời người phối lỗ của chúng tôi, đó là Mai Hiên, cùng lên trên đây với chúng tôi để có đôi lời cảm ơn đến tất cả quý vị hiện diện trong ngày hôm nay. Là một sự thương mến chúng tôi rất là đặc biệt, cũng có sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần cũng có mặt ở đây. Xin mời Mai Hiên, nếu ai gặp lại Mai Hiên đang ở phía dưới, xin mời lên trên này. Và thưa với quý vị, vừa xong thì quý vị cũng đã thấy là có cái sự hiện diện của bác sĩ Trần Việt Cường, cũng như là chị Quỳnh Hương, cũng như là bà ban câu lạc bộ tỉnh nghệ sĩ, và các ca nghệ sĩ cũng đóng góp vào trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi biết rằng đây là cái sự thương mến của tất cả mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị hai người rất là đặc biệt, đó là bác sĩ Trần Việt Cường cũng như là chị Quỳnh Hương. Như là luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng đã nói, chúng tôi có cái cơ hội để mà sinh hoạt trong giới trẻ công giáo, và hai người đặc biệt này cũng là chúng tôi được nhận là anh cả chị cả trong văn phòng giới trẻ, mà chúng tôi được gọi là gia đình thứ hai của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Trần Việt Cường cũng như là chị Quỳnh Hương. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả. Xin mời Mai Hiên bước lên sân khấu. Trước khi mà chúng tôi có những lời bằng tiếng Việt, xin cho chúng tôi có đôi lời bằng tiếng Anh để thưa với một số quý vị ngoại quốc có hiện diện trong ngày hôm nay. Và đúng như vậy, thưa với quý vị, chúng tôi nhìn chung quanh, chúng tôi phải nói là wow. And first and foremost, welcome everyone and thank you each and every one of you
for taking the time out of your busy schedule to be here with us on this important and very exciting day or evening. Please take a look around the room, and I can see the overwhelming support from you and the community. There is no doubt that you want me to serve and continue to serve our community. There is no doubt that you want me to be the next mayor of the city of Westminster. And there is no doubt that you are here to support for me to win this election. The victory comes this November is not only for G. Charlie Nguyen, but it will be a huge victory for our community. Am I right about that? Thank you very much. As many of you came earlier, you already saw the goals and objective that we projected on the projectors. I want to make sure that I'm not going to take much more of your time, because this today is a very long program, and I know that a lot of people will come up and speak on my behalf. So I will be short about the goals and projected. By the way, I have this on the table that talk a little bit about me. So basically, it's outlined in the procedure. I mean, the brochure that is on in front of your seat. So anyway, I want to thank you for being here this evening, and thank you for your support. Và kính thưa quý vị, thật là một sự vinh dự cho chúng tôi, cũng như là người phấn đấu của chúng tôi là Mai Hiền, là người cũng đã gọi là đồng hành với chúng tôi trong bất cứ mọi công việc gì chúng tôi làm, cho dù đó là việc của cộng đồng, cho dù đó là việc của phục vụ cho cư dân của thành phố Westminster, hay là phục vụ cho cư dân của Midway City. Chúng tôi đều có sự hỗ trợ của Mai Hiền. Có những lúc chúng tôi sinh hoạt ở ngoài chợ. Và chúng tôi đôi khi chúng tôi nói rằng là như vậy là tôi là phục vụ đối ngoại, còn Hiền sẽ là đối nội. Bởi vì tất cả những cái chuyện mà bên trong Mai Hiền đều là lo lắng cũng như là sắp đặt cho chúng tôi. Những gì chúng tôi cần tới là có sự hỗ trợ của Mai Hiền. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa rằng chúng tôi không có sự hỗ trợ của nhiều người khác. Chúng tôi còn có sự hỗ trợ của rất nhiều, đặc biệt thí dụ như ngày hôm nay quý vị thấy rằng trong phòng căn phòng này đã kín hết những ghế ngồi để rồi chúng ta có cái sự lên tiếng mạnh mẽ cho tất cả mọi người về cái điều mà chúng ta muốn. Chúng tôi xin được ngắn gọn là cá nhân chúng tôi là một người phải nói được may mắn hơn nhiều người trẻ khác. Tại sao tôi nói như vậy? Thưa với quý vị, khi tôi qua đây là qua đây một mình với cái tuổi 15 tuổi, lúc đó 15 tuổi. Tuy nhiên, khi chúng tôi học xong đại học thì chúng tôi lại có cơ hội để mà sinh hoạt với nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể trong cộng đồng. Trước hết là văn phòng giới trẻ công giáo. Khi chúng tôi được cơ hội sinh hoạt trong đó thì chúng tôi cũng có cơ hội để sinh hoạt với nhiều tổ chức tôn giáo bạn qua những đoàn thể trẻ như là Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, v.v. Và trong cái tinh thần trách nhiệm của người trẻ, chúng tôi cũng đã làm việc với lại nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể và nhiều các bác hay là các quân nhân trong cộng đồng của chúng ta. Tại sao tôi nói như vậy, thưa với quý vị? Tôi nói như vậy là tôi rất là hân hạnh được cùng làm việc với tất cả các tổ chức, các đoàn thể, kể cả các bạn trẻ. Qua cái vấn đề làm việc đó, không những chúng tôi có cái cơ hội để đóng góp
Bên cạnh đó, chúng tôi có cơ hội để học hỏi từ những quý vị mà chúng ta có cơ hội làm việc chung. Chúng tôi may mắn hơn là bởi vì chúng tôi dấn thân vào trong cái chương trình phục vụ cộng đồng, phục vụ cho những người cần đến cái sự phục vụ của mình, hay là chúng ta nói khác đi là góp một bàn tay để đóng góp cho những người đang kém may mắn hơn mình. Thì qua chương trình phục vụ đó, chúng tôi có được cái cơ hội làm việc trên 3 thập niên với cái vai trò là tình nguyện viên của cộng đồng, với cái vai trò là bị các vị như luật sư Nghĩa ở đây cho biết giao cho trách nhiệm là trưởng ban tổ chức này, trưởng ban tổ chức khác, để chúng tôi có thể hoàn thành những công việc chung cho cộng đồng. Và chúng tôi phải nói, chúng tôi hãnh diện là được tham dự, được phục vụ trong những công việc đó. Chúng ta đi qua cho lẹ thì chúng tôi đi tới cái giai đoạn kế tiếp. Giai đoạn kế tiếp vừa rồi thì chúng tôi nghĩ rằng làm việc cho cộng đồng khó thì có khó, nhưng mà nó cũng dễ. Dễ ở đây là chúng ta muốn có tinh thần phục vụ. Chỉ cần chúng ta có cái tinh thần phục vụ, có cái tâm phục vụ, thì chung quanh của chúng ta đều có những người sẽ hỗ trợ cho chúng ta để thực hiện những cái công việc chung của cộng đồng. Điều đó tôi tin tưởng, bởi vì chúng tôi đã làm, chúng tôi đã biết là có những người sẽ đứng chung quanh mình để hỗ trợ cho mình hoàn thành những công việc chung của cộng đồng. Tuy nhiên, đi vào dòng chính có cái sự khác biệt hơn. Khác biệt hơn ở đây là nó đòi hỏi chúng ta về ngôn ngữ, nó đòi hỏi về chúng ta cần có cái sự mà giao tế rộng rãi hơn. Chúng ta cần phải có cái khả năng để đối thoại tất cả những cái đó. Và chúng ta cần phải có cái tầm nhìn để làm sao có thể đóng góp vào cho cái sự phồn thịnh của thành phố, hay là khu, hay là nơi sở môi trường vệ sinh. Tất cả những cái đó chúng ta phải có cái vision để chúng ta mang lại cái sự phồn thịnh, cái sự tốt đẹp cho cái nơi mà chúng ta phục vụ. Và tôi biết được điều đó, nhưng tôi đã cố gắng là mình sẽ đi tiếp để mà đóng góp những gì mình có thể đóng góp được. Chính vì như vậy mà tôi đã bước vào dòng chính 6 năm nay. Việc đầu tiên năm 2016, chúng tôi đã được đắc cử vào trong cái vai trò là giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh Midway City. Chỉ một năm sau đó, chúng tôi được hội đồng đã bầu làm tổng giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh liên tục 3 năm. Chúng tôi nói ở đây không phải chúng tôi khoe, nhưng chúng tôi nói ở đây để cảm ơn cái sự thương tình của quý vị, cảm ơn cái sự tin tưởng của quý vị đã bầu chúng tôi vào trong cái vai trò đó. Và chúng tôi đã có cái sự hãnh diện đó, và hãnh diện đó không phải là của tôi, mà hãnh diện đó là của cộng đồng của chúng ta, hãnh diện đó là của quý vị đã tin tưởng cho chúng tôi và cho chúng tôi lá phiếu đó. Và thưa quý vị, năm 2018 chúng tôi lại có một cơ hội đi xa hơn nữa để đóng góp vào cho thành phố Westminster với cái vai trò là nghị viên của thành phố. Một lần nữa, quý vị đã tín nhiệm chúng tôi và bỏ phiếu, và chúng tôi đã đắc cử để vào với vai trò là nghị viên thành phố Westminster. Trong vai trò đó, chúng tôi đã làm việc, và năm 2020 chúng tôi đã được đồng viện bầu 5 trên 5. Đây là chúng tôi nói là rất là khó để chúng ta có được 5 trên 5 trên lá phiếu để bầu cho chúng tôi với vai trò là phó thị trưởng của thành phố Westminster. Và thưa quý vị, nhân đây tôi nói luôn là vai trò của phó thị trưởng tại thành phố Westminster được bầu bởi các nghị viên, và cứ mỗi năm như vậy thì chúng ta sẽ bầu lại. Và bây giờ chúng tôi đang là nghị viên của thành phố Westminster, đã ứng cử vào chức vụ thị trưởng của thành phố Westminster. Và một điều nữa chúng tôi cũng xin được thưa, chúng tôi sẽ ngắn gọn. Một điều nữa chúng tôi cũng xin được thưa với quý vị. Quý vị nhớ rằng từ nãy chúng tôi nói là 2016 quý vị đã trao cái lá phiếu và tin tưởng chúng tôi, bầu chúng tôi vào với giám chức giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh. Khi đó nó rất là xích sao, và chúng tôi đã thắng với một người địa phương
đã ngồi ở trong cái hội đồng đó 26 năm rồi. Rất là khó, bởi vì rất nhiều người trong chính quyền họ không nghĩ là tôi có thể có cơ hội đó, nhưng mà cái cơ hội đó đã đến bởi vì cái sự tin tưởng của quý vị. 2020 có nghĩa là nhiệm kỳ 4 năm thì chúng tôi phải trở lại để tranh cử lại cho nhiệm kỳ thứ hai. Một lần nữa chúng tôi phải thưa với quý vị là chúng ta hãnh diện là chúng tôi được bầu với cái lá phiếu, trên 20.000 lá phiếu được tin tưởng chúng tôi để trở lại trong nhiệm kỳ thứ hai. Đây cũng là một cái sự lịch sử mà chưa bao giờ có ở trong Sở Môi trường Vệ sinh có một số phiếu cao như vậy. Cho nên chúng tôi cũng xin được thưa với quý vị, ngoài cái sự cảm ơn của chúng tôi đến cái sự tin tưởng của quý vị, chúng tôi cũng biết rằng qua cái việc làm của chúng tôi, quý vị đã chấm, quý vị đã biết là chúng tôi có đạt được cái nguyện vọng, cái ước vọng của quý vị. Cho dù có thể là không hoàn tất 100%, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đã làm đúng và tiếp tục chúng tôi sẽ phục vụ trong cái vai trò nghị viên thành phố bây giờ. Và chúng tôi tin tưởng là chúng tôi sẽ có cái khả năng, cũng như là chúng tôi tin tưởng là chúng tôi sẽ ra phục vụ vào trong cái vai trò thị trưởng của thành phố Westminster. Để kết thúc, chúng tôi xin được kính mời, chúng tôi được trân trọng xin quý vị là cử tri của thành phố Westminster, quý vị hãy bầu phiếu cho chị Charlie Nguyễn vào trong tháng 11 này. Quý vị là những người không sống ở trong thành phố Westminster, quý vị chắc chắn sẽ có những người quen, người thân, gia đình, bạn bè. Xin quý vị nhắc nhở những người đó để cho chúng tôi lá phiếu tin tưởng vào trong chức vụ thị trưởng của thành phố Westminster. Lời cuối, chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đang hiện diện ở nơi đây, gia đình cũng như là những người doanh nhân, doanh gia, hoặc là những người đã thương mến chúng tôi, của các tổ chức, các đoàn thể, quân đội, hoặc là những người, những cơ quan truyền thông, báo chí, và những người đã thương mến chúng tôi đến đây để ủng hộ cho chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị, trân trọng cảm ơn và xin chúc quý vị một bước tuần chiều ngon, cũng như là thưởng thức chương trình văn nghệ, đồng ban văn nghệ, cũng như là sự giúp đỡ của chị Mai Vy, chị Quế, cũng như là anh Xuân. Điều mà ít ai để ý đến, ít ai nhận ra là anh Nguyễn Minh Trí là một trong những người rất ít người trong cộng đồng có thể làm việc với rất nhiều người khác nhau, nhiều thành phần đảng phái và nhiều thành phần đối chọi nhau ở trong cộng đồng. Quý vị biết cộng đồng Việt Nam chúng ta ở đây rất là phức tạp, ngay cả trong các đoàn thể trẻ. Chúng tôi làm việc với nhau nhiều năm mà lúc nào cũng phải đối đầu với những cái vấn đề như là có ông này là không có tôi, có ông cha này không, có ông thầy kia không, just những vấn đề rất là nhức đầu. Tuy nhiên anh Nguyễn Minh Trí là một người rất là hiếm hoi để mà tất cả mọi người có thể tin tưởng và đồng ý làm việc dưới cái quyền trưởng ban tổ chức của Nguyễn Minh Trí. Và đó là cái điểm son rất đặc biệt. Chính vì cái điểm son đặc biệt đó mà 2016 tôi có đề nghị với Nguyễn Minh Trí là tiến hành ra vào dòng chính để có cái cơ hội phục vụ được nhiều hơn, để có hiểu hội hơn. Nhưng mà chúng ta, đó là lý do tại sao Nguyễn Minh Trí tranh cử chức vụ nghị viên thành phố. Mà tôi không có ngờ được là từ ngày tranh cử chức vụ nghị viên thành phố chỉ mới 6 tháng sau thôi, chưa làm được gì hết, chưa có làm một cái gì gọi là sai trái hết, mà Nguyễn Minh Trí đã bị rơi vào cái cuộc vận động phản diện của tỷ phú Hoàng Kiều. Và quý vị đã biết chuyện gì xảy ra trong cái cuộc vận động của tỷ phú Hoàng Kiều. Họ đã đổ vào hơn 2.500.000 kim một thành phố rất là nhỏ để mà chi tiêu cái sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam chúng ta trong cái cuộc bầu cử đó. Và nghị viên Charlie Nguyễn Minh Trí đã cùng với rất nhiều thành phần trong cộng đồng, phải nói là hầu hết mọi thành phần trong cộng đồng chúng ta
đứng lên chống trả lại cái cuộc bầu cử bản diện đó. Và chẳng mấy lâu sau đó, hiện tượng khác lại xảy ra là nghị trường Việt của nghị viên Kim Ly Hồ cùng với hai nghị viên kia tiến hành một cái chiến dịch kéo dài, tất cả đều nhằm cái mục tiêu là triệt tiêu cái sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Đầu tiên hết là họ chấm dứt cái dự án xây dựng tượng đài tái chiến của thành Hoàng Chí tại Westminster ở đây. Đây là một cái việc mà nhìn lại tôi cảm thấy rằng họ không có một lý do chính đáng nào để mà làm cái chuyện này. Tuy nhiên họ đã làm và họ đã thất bại trong cái mục đích của họ. Tại vì tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị đã được an vị tại San Jose, một cái nơi rất là khang trang, xứng đáng để mà vinh danh cái tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không những họ không đưa người cho đó, mà tiếp tục những cái chuyện khác như là chiến dịch dời cái văn phòng thị trưởng ra khỏi City Hall, như là cái việc cáo buộc những cái chuyện vô cớ như là mua bán đất công viên, mua bán đất xây cù nhiều người, và điều tra đủ thứ chuyện hoàn toàn không có lý do chính đáng nào hết. Họ lập ra một ủy ban và là để duyên xét lại tất cả các tượng đài trong khu vực Little Sài Gòn, kể cả việc di dời các tượng đài này. Họ đã thất bại bởi cái sự chống đối rất là kịch liệt của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Họ đã thất bại trong cái việc lập ra ủy ban đó. Không những như vậy, họ còn tiến hành nhiều cái cuộc điều tra và cáo buộc các vô cớ với cộng đồng. Mới đây nhất, họ đã thực hiện cái dự luật C và bỏ ra hàng 500.000 đô la để mà thi hành cái dự luật C. Dự luật C có nghĩa là gì? Nghĩa là họ nói rằng quý vị cử tri đừng có bầu thị trưởng nữa, để ba chúng tôi chọn thị trưởng của quý vị. Mặc dù cái dự luật vô lý như vậy, họ cũng bỏ ra 500.000 để vận động và thành phố Westminster ta phải bỏ ra 300.000 để mà thực hiện cái cuộc bầu cử vô ích, tai hại cho cộng đồng Việt Nam chúng ta như vậy. Tất cả những hành động của nhóm này thì cùng một mục đích mà thôi, đó là triệt tiêu sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và trong cuộc bầu cử này, và đó lý do tại sao chúng ta cần có những người như nghị viên cho lên vị trí để mà tiếp tục với đầy đủ những kinh nghiệm hỗ trợ với đồng hương để có tiếp tục chống lại sự đánh phá của những thành phần này. Họ sẽ không ngưng ở ngày hôm nay. Trong cuộc bầu cử sắp tới, quý vị sẽ nghe rất nhiều về cái chữ tham nhũng. Nếu quý vị nghe cái chữ tham nhũng, quý vị sẽ biết đây là cái lời sỉ nhục nhắm vào cộng đồng Việt Nam. Không có một mục tiêu nào khác hơn là để triệt tiêu cái sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Điều thứ hai, quý vị sẽ nghe rất nhiều trong cuộc bầu cử sắp tới. Họ sẽ nói rằng, họ sẽ nói nhiều về vấn đề bằng cấp và kiến thức. Nếu quý vị nghe tới chữ bằng cấp và kiến thức, quý vị sẽ hiểu rằng đây là nhóm người họ hoàn toàn không có bằng cấp, họ hoàn toàn chỉ có bằng tiến sĩ giấy, họ chỉ có bằng bác sĩ tự xưng, và tôi gọi đây là bằng tự xưng mà thôi. Nhưng mà quý vị sẽ nghe rất nhiều trong cuộc bầu cử này. Cho nên trong ngày hôm nay, thưa quý vị, tôi xin thưa quý vị, nghị viên Charlie McGee là người xứng đáng nhất để đại diện cho cộng đồng Việt Nam chúng ta chống lại áp lực cường hào ác mã này. Và nghị viên Charlie McGee là người có đầy đủ kinh nghiệm, bản lãnh và kiến thức để mà nói lên cái tiếng nói cần thiết để bảo vệ cho quyền lợi chúng ta. Và đó là nghị viên Charlie McGee. Xin quý vị cho chúng tôi một tràng vỗ tay để hỗ trợ cho nghị viên Charlie Minh Chí. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thưa quý vị, có một những vị khách cũng đã cho chúng tôi những cái tấm hình rất là đẹp để mà hoặc là những cái gift certificate rất là giá trị để chúng tôi có thể gửi tặng quý vị đấu giá trong ngày hôm nay. Xin quý vị mạnh dạn
đấu giá những tấm hình Thomas King Cross rồi Thomas rồi làm những cái gift certificate. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị hãy mạnh dạn giúp cho chúng tôi trong cái đó. Tiền sẽ vào trong cái quỹ tranh cử để chúng tôi đạt được cái mục đích là thắng được cái chức vụ thị trưởng thành phố Westminster. Đó là cái điều mong muốn của quý vị. Và thưa với quý vị, bây giờ cho chúng tôi được phép mời hai vị mà đã dành cái thời gian đến đây với chúng tôi, mặc dù là rất là bận rộn ngày hôm nay chủ nhật nữa là phải dâng lễ, nhưng mà sau cuộc dâng lễ hai vị đã tới đây với chúng tôi. Hai vị linh mục, đó là linh mục Nguyễn Văn Tuyên và linh mục Chris Phan. Và xin mời hai cha lên trên này để cho chúng tôi có đôi lời cho chúng con đôi lời. Xin thưa quý vị, cha Nguyễn Văn Tuyên là cha tuyên lý đầu tiên của chúng tôi từ những ngày đầu tiên thành lập văn phòng, và cha ngày hôm nay vẫn trẻ như ngày xưa. Xin mời cha. Cảm ơn Tổ Sư Lân. Chúc mừng anh Trao Linh Nguyễn Mạnh Trí. Thưa quý vị Ni Sư và Ni Cô, quý vị trong ban, trong đại diện các tôn giáo bạn, chúng tôi cùng với cha phó của chúng tôi là Christo Phạm, 15 năm linh mục, còn chúng tôi là 35 năm linh mục. Suốt thời gian 35 năm tôi được đồng hành với luật sư Lân, cha Mạnh Trí, bác sĩ Cường, và trong suốt hành trình 35 năm phục vụ tại giáo phận Orange, và trong 6 năm qua chúng tôi là cư dân của chúng tôi và cha phó của chúng tôi đây là cư dân của thành phố Westminster, và chúng tôi rất thấy rằng trong suốt hành trình 35 năm sinh hoạt ở trong cộng đồng thì Việt Nam của chúng ta, lúc nào anh thanh niên Nguyễn Mạnh Trí và bây giờ công dân Nguyễn Mạnh Trí và một nghị viên rất là hăng say với quê hương, với đồng bào, với đồng hương. Và ngoài vấn đề anh là đại diện ở thành phố Westminster, anh và gia đình còn là giáo dân ở giáo xứ Blessed Sacrament Westminster của chúng tôi, và đã nhiều lần trong các thánh lễ xuân Việt Nam, Tết Việt Nam, hay là Giáng sinh, hay là bất cứ có những công việc gì giáo xứ chúng tôi cần tới thành phố Westminster giúp đỡ, thì chúng tôi thấy anh Charles Nguyễn Mạnh Trí cũng vì đồng bào, vì những cái phúc lợi của người Việt Nam của chúng ta, và đã rất rất là tích cực trong mọi công tác. Cho nên chúng tôi đến đây với tư cách là cư dân của thành phố Westminster, và nhất là tình bạn mấy chục năm đồng hành với anh trong các hành trình, trong các công tác xã hội tệ nạn, cũng như đấu tranh đi bộ huyền nhân, và các sinh hoạt phúc lợi cho quê hương, cho đồng bào Việt Nam của chúng tôi, của chúng ta. Chúng tôi đến đây cũng bày tỏ lòng quý mến và sự ủng hộ của anh trong cái công trình mà cái dự tính anh đang là tiến hành bây giờ. Chúng tôi và cha phó của chúng tôi rất là ủng hộ cái sự ứng cử của anh vào trong cái chức vụ mà anh đang là tìm và cầu sự giúp đỡ và ủng hộ của quý ông bà anh chị em. Đây một lần nữa chúng tôi cùng với cha phó của chúng tôi đến đây để hiện diện và đồng hành với quý ông bà anh chị em, những người đã ủng hộ cha Nguyễn Mạnh Trí từ 30 năm qua, và bây giờ thì tiếp tục cái công trình này. Xin kính chào quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn hai cha đã đến với chúng con. Dạ vâng, thưa quý vị, trong số những quý vị lãnh đạo tinh thần mà luôn luôn hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi phải nói thành thật, chúng tôi rất quý mến một vị sư cô rất là dễ thương, rất là đẹp, nhưng mà có cái tấm lòng rất nặng nề của đất nước văn hóa của Việt Nam. Và sư cô luôn luôn tỏ ra hỗ trợ bất cứ cái gì
nằm lên chấm cộng đồng, nằm lên cho quê hương đất nước và của Việt Nam. Và đó là cái tâm tình của sư cô Bích Liên. Và sư cô luôn luôn sẵn sàng tiếp tay, và ngày hôm nay sư cô cũng có mặt cùng với chúng em ở đây. Chúng em xin thành thật xin mời sư cô Bích Liên cùng phái đoàn ở tỉnh xã Minh Đan Quang. Xin mời tất cả quý vị thanh ni cũng bước lên trên này luôn. Dạ vâng. Và trong lúc mà sư cô bước lên sân khấu thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn là cái sự hiện diện của anh Chánh ở trong cà phê Kipsy cũng có mặt ở đây, cũng như là anh Chánh cũng là anh Chánh luôn đã cho chúng tôi những cái tấm hình để đấu giá ngày hôm nay, anh chị Chánh. Nam mô Phật, xin Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết sư cô xin trân trọng kính chào quý cha, trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, cùng trân trọng kính chào quý hội đoàn, quý truyền thông, báo chí, và trân trọng kính chào đến tất cả quý thân hào nhân sĩ, quý vị chủ nhân, cơ sở thương mại, cùng tất cả quý anh chị em của sư cô ngày hôm nay. Trước hết ngày hôm nay sư cô đến đây cùng tất cả quý vị trong buổi tiệc hôm nay chỉ có mục đích duy nhất là chúng ta ủng hộ cho anh Charlie Nguyễn để bước vào chức vụ thị trưởng của hội đồng thành phố xa Westminster của chúng ta. Kính thưa quý vị, lâu lắm rồi sư cô không có tham dự về những cái chương trình cộng đồng như là đấu tranh cho nhân quyền tự do. Tuy nhiên không phải không tham gia mà không ủng hộ, luôn luôn ủng hộ, đặc biệt là những người giới trẻ của cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cái từ không có được hòa hợp, không có được lớn mạnh của chúng ta, cộng đồng chúng ta, đặc biệt là tại Nam California, đặc biệt hơn nữa là hội đồng thành phố Westminster. Vì vậy, tôi cô nghĩ rằng trong chúng ta phải sáng suốt suy nghĩ chọn lựa cho một người thị trưởng của hội đồng thành phố Westminster xứng đáng. Đối với sư cô và tất cả những người đệ tử của Pháp viện Minh Đăng Quang, tôi đều rất nhiên công nhận là Charlie Chí Nguyễn là một người xứng đáng nhất. Vì vậy ngày hôm nay sư cô đại diện không chỉ riêng cho Tư Tôn Đức Thanh Ni của chùa tại thành phố Westminster và tất cả các Phật tử tại thành phố đến đây để cùng tiếp lời cầu nguyện, cùng tất cả hàng trăm quan khách có mặt trong đêm nay để cầu nguyện và chúc mừng cũng như ủng hộ cho Charlie Chí Nguyễn sẽ được thắng cử vẻ vang trong hội đồng thành phố Mayor of Westminster 2022. Thưa quý vị, tại sao sư cô nói như vậy? Bởi vì sư cô sống với cộng đồng Việt Nam của chúng ta rất nhiều năm, từ miền Bắc Cali đến miền Nam California, và am tường rất là nhiều với cộng đồng. Thưa quý vị, mỗi khi mà mình cần đến thành phố, nhất là những người cảnh sát để mà bảo vệ cho mình khi chuyện xảy ra. Đối với cô là sinh hoạt tại tôn giáo, tại chùa, vừa rồi có những cái vấn đề mà kỳ thị tôn giáo thì sao cô gọi cảnh sát? Cảnh sát chưa đến mà Charlie Nguyễn đã có mặt trước hơn các vị cảnh sát. Sư cô không phải ở tại Westminster không? Sư cô ở Medway City, Garden Grove và Westminster. Nhưng cái trụ sở chính thức là Westminster. Cho nên đây là điều mà sư cô công nhận là một người rất là xứng đáng để cộng đồng chúng ta và con cha mẹ của một chuyến. Covid vừa qua, để chúc quý vị một bữa tối an lành, an khang và bình vui. Cảm ơn sư cô rất nhiều. Sư cô đến không những cầu nguyện cho nghị viên cho những đồng chí
và cho sư cô cùng đến với chi phiếu 3.000 đô la để hỗ trợ cho quỹ chăm cứu. Xin cảm ơn sư cô rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, Đức Minh Tiến Dũng là sư cô Bích Liên không những là đến đây dự buổi tiệc gây quỹ của nghị viên Trang Liên Quốc Hành Chí mà còn đóng góp tới 3.000 đô la nữa. Dạ vâng, trước con xin kính chào sư cô và xin sư cô chia sẻ cảm tưởng của mình cũng như là tại sao mà sư cô đến đây ngoài chuyện ủng hộ tinh thần mà còn đóng góp về tiền tài lớn như vậy ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết cho sư cô xin kính gửi lời thăm hỏi đến tất cả quý khán giả khắp nơi trên toàn thế giới. Cô rất là hạnh phúc, rất là vui được Charlie Chí Nguyễn mời cô đến đây để cùng tất cả hàng ngàn đồng bào, người dân tại Westminster để ủng hộ cho anh vào chức vụ thị trưởng tại thành phố Westminster. Thật ra là đến đây cùng với tất cả những người dân, không chỉ người dân Việt Nam của mình ủng hộ để cho các vị giới trẻ bước vào dòng chính, mà cô đến đây trước là cầu nguyện và cùng ủng hộ, sau là ủng hộ về tài chính. Bởi vì nếu mà không có tài chính thì làm sao vận động trong cái chương trình tranh cử được. Bởi vì gửi thư đi hoặc làm bất cứ một chuyện gì cũng phải có tem, nói chuyện cũng phải cần có nước uống. Vì vậy mà có thực mới vượt được đạo. Cho nên cái thực tế là cần phải có sự đóng góp của tất cả các những người mạnh thường quân, không chỉ có riêng cô đâu, nhưng mà với cái tình mà sư cô đã biết Charlie Nguyễn cách đây 10 năm, và Charlie Nguyễn cũng là một trong những người làm việc tại thành phố Midway City, nơi mà cô đã cư ngụ 10 năm nay, và trong hội đồng thành phố Westminster, thì Charlie Nguyễn luôn luôn ủng hộ. Mặc dù Charlie Nguyễn là khác tôn giáo với cô, Charlie Nguyễn là về Catholic, là về Thiên Chúa giáo, nhưng mà anh không có phân biệt về tôn giáo. Khi mà cô cần thì anh đến, rồi những ngày Tết anh đến anh chúc Tết cho cô, rồi anh viếng Phật, anh lễ Phật. Vì vậy mà trong cái tình người với nhau, cho nên cô thấy anh là một cái người có tình có nghĩa, cũng như anh làm việc trách nhiệm. Khi cô cần đến những cái công việc mà rất là về bảo vệ cho ngôi chùa của mình, khi mà ngôi chùa cô bị đập phá vì vấn đề mà tôn giáo, thì cô tìm cảnh sát, cô gọi cảnh sát chưa tới, cô sợ quá, cô gọi ông Charlie Nguyễn. Ông Charlie Nguyễn ổng chạy sớm tới, ổng gặp cô, ổng làm cho cô cảm thấy tự tin hơn, không có sợ. Bởi vì mình mới sinh hoạt chùa, mình mang cái niềm an lạc cho mọi người mà mình bị phá như vậy mình sợ. Nhưng mà ảnh đến như vậy làm cho mình cảm thấy có tự tin hơn. Ảnh nói cô an tâm đi, tụi con sẽ tìm ra cho bằng được những người nào là một trong những người tội phạm phá chùa như thế này, cho nên cô đừng có lo. Cho nên cái điều đó mà cô cảm thấy người dân của mình sống trên đất Mỹ cần có cái sự ủng hộ và luôn luôn che chở cho mình. Bởi vì nhiều khi người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhiều khi mình cần cái người có mặt với mình và giúp đỡ cho mình. Cái điều đó mà cô thấy cái sự làm việc của anh trách nhiệm, và không những một mình cô thấy mà cô nghe những người xung quanh cũng chia sẻ về cái sự trách nhiệm và lãnh đạo của anh Charlie Nguyễn. Cho nên cô rất là vui đến đây để cùng ủng hộ cho ông Charlie Nguyễn vào chức vụ hội đồng thành phố, đó là thành phố Westminster, là thị trưởng. Cho nên tiện đây thì sư cô xin phép Nguyễn Tấn coi như Tiến Dũng cho cô kêu gọi quý vị, nếu như mà quý vị ở thành phố Westminster mà quý vị muốn cộng đồng mình an vui, gọi là có một cộng đồng lớn mạnh, thì quý vị đừng có quên Charlie Chí Nguyễn để một lá phiếu trong tháng 11 tới đây, để cho anh trở thành người thị trưởng. Mà khi một người thị trưởng như anh ta là Chí Nguyễn này đó, thì sư cô tin chắc là cộng đồng của chúng ta sẽ bình yên, cũng như là càng ngày cộng đồng của chúng ta sẽ có tiếng nói mạnh hơn trên đất khách quê người này. Một lần nữa sư cô rất là cảm ơn video Facebook cũng như YouTube của Tiến Dũng luôn luôn ủng hộ cho sư cô. Và tiện đây cô cũng kính gửi lời thăm, thành tâm kính chúc cho toàn thể quý vị ở xa cũng như ở gần được nhiều sức khỏe, gia đình an vui,
nhất là trong cái mùa lễ Vu Lan đang đến với tất cả mọi nhà của chúng ta. Chúng ta phải thực hiện hạnh hiếu của mình để đền ơn đáp nghĩa lại cha mẹ và tổ thầy. Sư cô xin kính chào tạm biệt quý vị. Một nữa con rất cảm ơn sư cô. Thưa sư cô, con được biết rằng sư cô rất là gắn liền với cộng đồng. Đặc biệt trong lần này đó thì tới cả ba người ra ứng cử cái chức vụ là thị trưởng thành phố Westminster. Và những người đó là người Việt Nam nói thì riêng. Đối với sư cô thì ngoài chuyện mà đã từng làm việc với nghị viên Charlie với mình Chí, sư cô còn thấy gì hơn, nổi bật hơn những người khác không ạ? Sư cô nghĩ rằng như thế này là ông Charlie Nguyễn đó, ông có nhiều kinh nghiệm, cái bề dài của lịch sử, quý vị phải biết đó, đi xin việc làm cũng vậy, mình cần có cái sự kinh nghiệm, kiến thức là trên hết. Còn những người khác thì cô không có rành, nhưng mà với cô, cái người xứng đáng là một người thị trưởng của hội đồng thành phố Westminster trong dịp này là Charlie Nguyễn mới là người xứng đáng. Bởi vì mình cần cái người đứng đầu cho mình, lãnh đạo trong một thành phố lớn của cộng đồng người Việt quốc gia, là một cộng đồng tị nạn, thì cần có người mạnh dạn, tự tâm và tự chủ, tự lập và cứng rắn. Sống làm sao mình phải sống bằng cái lương tâm của mình. Cho nên sư cô nghĩ rằng đây là những gì mà cô thấy, cho nên cô cho quý vị thấy rằng cái ý nghĩa của cô, cái tâm tình của cô và cái quyết định của cô. Nếu như mà sư cô nói không phải, phạt lòng quý vị thì sư cô cũng xin lỗi. Nhưng mà đây là sư cô nhìn cho cộng đồng chung, cho người Việt Việt Nam của chúng ta, chứ không phải sư cô nhìn riêng cho bản thân cô đâu. Cho nên quý vị nhìn xa thì quý vị sẽ thấy như sư cô vậy đó. Thưa sư cô, như sư cô hồi nãy mới nói rằng trong tháng 8 là Vu Lan đó, thì con được biết chùa mình cũng là có cái tổ chức Vu Lan trong tháng 8 này nữa. Nhân cơ hội này xin sư cô gửi lời mời quý đồng hương Phật tử có thể đến cùng với sư cô, cùng với chùa mình ngày Vu Lan. Thưa sư cô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Tiến Dũng và thưa quý vị, cũng nhân cái dịp mùa lễ Vu Lan sắp tới rồi, thì năm nay cũng hai mùa dịch đã qua, cho nên năm nay thì chùa sư cô sẽ trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày 7 tháng 8 tới đây, có nghĩa là chủ nhật tuần tới. Dạ, là bảy tây thì sư cô sẽ cùng với chư tôn đức tăng đi sẽ tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu và cũng như là cúng dường trai tăng và cúng dường y bác. Vì vậy nếu mà quý vị là Phật tử xa gần, quý vị sư cô trân trọng kính mời quý vị nhín úp thời gian để 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 7 tây tháng 8 đến với chùa để chúng ta cùng tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu nhân cái năm 2022 năm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sư cô và kính chúc sư cô nhiều sức khỏe và hy vọng rằng một ngày nào đó con sẽ có dịp trò chuyện với sư cô nữa ạ. Dạ, Di Đà Phật, cảm ơn Tiến Dũng và cảm ơn tất cả quý khán giả khắp nơi. Hoa hậu đây nè. Phi Phi chỉ là có mặt để ủng hộ một người anh của mình, anh có khả năng lãnh đạo cũng như là một người có tâm, có tài, có thể giúp cho cộng đồng người Việt hải ngoại và giữ vững thành trì Westminster của mình. Wow. Và quý vị có thể ủng hộ bất cứ lúc nào, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng cũng được, để gây quỹ cho anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí có đủ những ngân khoản để tranh cử sắp tới của anh. Thì quý vị có thể gọi điện thoại vào số 714576 và 4330 bất cứ lúc nào để có thể gây quỹ ủng hộ ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và xin cảm ơn ạ. Vâng, đó một người ít tham dự mấy này lắm, nhưng bữa nay cũng bỏ thời giờ tới và chúng rất là hân hạnh có cho ông Charlie Nguyễn Chí. Dạ. Hy vọng rằng cô và rồi cô được thắng giải hoa hậu thì đem cái niềm cái hình đó cho ông. Dạ, dạ, hy vọng là vậy. Dạ. Vâng, cảm ơn Phi Phi Đạt và cảm ơn bạn. Vâng, và bên cạnh đây chúng tôi thấy ông Gia Nguyễn và phu nhân là chị Thúy Quỳnh cũng có mặt đây, và chúng tôi được biết ông Gia Nguyễn cũng đã nộp đơn với thành phố City Garden Grove để ra ứng cử chức nghị viên thành phố Garden Grove, nơi mà bà cựu nghị viên bà Thu Hà sẽ đang tranh cử chức dân biểu, do đó chức đó cũng trống, thì anh Gia Nguyễn đã nộp đơn để xin ra tranh cử chức đó, thế và có chỗ đó. Và anh Gia Nguyễn bữa nay và hai vợ chồng có mặt hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn Ngô Kỷ, cảm ơn
đài TD Media và năm qua Just Media. Dạ vâng, thì thực sự một niềm vinh dự và hãnh diện cho cá nhân em cũng như vợ chồng em được đến dự buổi tiệc, đóng góp hỗ trợ cho thị trưởng thành phố Westminster, anh Charlie Chí. Thực sự với những đóng góp cho cộng đồng và những gì anh đã làm cho trong thời gian qua, đó là một điều hãnh diện cho người trẻ cũng như cho cộng đồng Việt Nam. Thì cá nhân em cũng đang ra tranh cử nghị viên thành phố Gandro, là tụi em chủ mục đích là muốn đóng góp xây dựng cho cộng đồng một ngày thêm tốt đẹp và phát triển mạnh hơn. Mục tiêu em khi ra tranh cử kỳ này đó là em muốn thứ nhất là giúp cho vấn đề housing của những người già và những người vô gia cư, tức là mình có affordable housing, và phát triển thêm thương nghiệp, những doanh nghiệp cho thành phố Gandro. Thì cũng với mục tiêu đó thì mình sát cánh cùng với thành phố Westminster, anh Charlie Chí Nguyễn là thị trưởng, thì mình cũng ủng hộ và hy vọng là sau khi mình thành công, mình thắng được bầu cử này, thì mình sẽ đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn và sẽ là nhiều thành quả tốt đẹp hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta và cho cộng đồng Tài Hoài. Vâng, cảm ơn anh Gia Nguyễn. Và họ nói sau lưng sự thành công của người đàn ông có người đàn bà đứng sau lưng, thì Thúy Quỳnh muốn nói gì? Dạ không em. Cái chồng làm gì mà nghe thấy dạ. Đứng sau lưng vậy thôi hả? Dạ. Ông hiểu ký xác thì ký rồi hả? Ký ra này nọ. Mỗi dạ. Gì là cứ ký thôi phải không? Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn kỹ, và em cũng may mắn có được một người vợ, thì hy vọng như thế là tuần vợ đụng chồng thác Vĩnh Đông cũng cạn, thì hy vọng là những gì tụi em làm sẽ được thành công và những gì tụi em ủng hộ cho anh Charlie Chí Nguyễn sẽ được thành công. Dạ, dạ, chúc cảm ơn mọi người. Vâng, qua kinh nghiệm anh thấy là vợ em với em tụng tác tạm biển cho phở biển cả đại dương luôn á, và hy vọng rằng cũng cầu chúc cho Gia Nguyễn được thành công để có cơ hội. Dù rằng trong quá khứ Gia Nguyễn và Thúy Quỳnh đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng, hỗ trợ các chính trị gia, các dân cử, nhưng bây giờ trực tiếp dấn thân nữa thì điều rất là tốt. Và cộng đồng Gandro rất là lớn, và cộng đồng Wester cũng là láng giềng, do đó nếu hai cái thành phố đó mà liên kết để hoạt động với nhau, điều đó rất tốt. Dạ vâng, cảm ơn OK, cảm ơn sự ủng hộ của anh, và cảm ơn đài Trust Media và TD Media ủng hộ cho cá nhân của em cũng như cá nhân Nguyễn Mạnh Chí. Và tiếp theo, như nghị viên Charlie Mạnh Chí vừa trình bày, chúng tôi rất tiếc không có sự tham dự của thị trưởng tại Đức Chí. Tuy nhiên, thị trưởng đang đến công tác ở Texas, thị trưởng có gửi lời audio đến đây để chào mừng tất cả quan khách. Và chúng tôi xin quý vị hàng 1-2 phút lắng nghe lời chào mừng của thị trưởng tại Đức Chí, thị trưởng thành phố Westminster. Kính thưa quý đồng hương, tôi là Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster. Chúng ta xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho chúng tôi trong hơn 2 thập niên qua. 6 năm phục vụ cho cư dân thành phố Westminster. Trong tháng 11 sắp tới, cư dân thành phố Westminster sẽ có cơ hội bầu một người thị trưởng mới, và nghị viên Charlie Chí Nguyễn là xứng đáng để được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Với hơn 3 thập niên sinh hoạt và phục vụ cho cộng đồng, và gần 4 năm phục vụ cho cư dân thành phố Westminster trong vai trò nhân viên và phó thị trưởng, cũng như gần 6 năm phục vụ cho cư dân thành phố Westminster và cư dân thành phố Midway City trong vai trò là giám đốc sở vệ sinh và môi trường. Nghị viên Charlie Chí Nguyễn đã thể hiện sự hy sinh, tinh thần trách nhiệm để phục vụ cho cư dân và cộng đồng. Ông rất xứng đáng để đảm nhiệm vai trò thị trưởng thành phố Westminster. Xin tất cả quý đồng hương hãy cùng với chúng tôi ủng hộ và vô phiếu cho nghị viên Charlie Chí Nguyễn, để thành phố Westminster sẽ tiếp tục phát triển, gìn giữ căn cước tị nạn. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị, và chúng ta hãy vô phiếu cho nghị viên Charlie Chí Nguyễn và chức vụ thị trưởng thành phố Westminster. Cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, lời ủng hộ của thị trưởng tại Đức Chí rất là quan trọng. Ngoài cái sự ủng hộ của quý vị và ngoài cái sự thương mến của quý vị cho thị trưởng Chí ta trong suốt 6 năm là nghị viên và 10 năm là thị trưởng, và bây giờ ông sẽ đi lên trên với chức vụ là ứng cử viên
và ông sẽ đắc cử vào chức vụ là dân biểu của tiểu bang địa hạt 70. Lời của ông kêu gọi đến quý vị và ủng hộ cho chúng tôi rất là quý. Chúng tôi tin tưởng rằng những lời kêu gọi này sẽ mang lại nhiều cái sự tin tưởng của cư dân của thành phố và sẽ dồn lá phiếu cho chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn thị trưởng Tài Đình Chí cũng như là cảm ơn tất cả quý vị. Và trước khi mà luật sư Lân giới thiệu tiếp một vị quan khách thì chúng tôi cũng xin được update cũng như là cập nhật. Chúng tôi thấy là chị Annie ở đây, chị Annie là người mà luôn luôn ủng hộ cho chúng tôi, lúc nào cũng là người mà ủng hộ đầu tiên. Khi mà chúng tôi tổ chức một cái là nói chị Annie là người đầu tiên để mà đứng ra để giúp ủng hộ một bàn. Cho nên chúng tôi không thể quên được như Annie cũng như là tất cả các thân hữu đã đến đây trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó chúng tôi cảm ơn tất cả các anh chị em Cà Phê Sân Vườn cũng có mặt ở ngày hôm nay để mà ủng hộ cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn Nguyễn Viên cho đến vị trí. Vừa rồi là phát biểu thị trưởng Tại Đương Chí. Tôi xin thông báo đây luôn là thị trưởng Tại Đương Chí đang tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang đơn vị 70. Và trong suốt một vài năm qua tôi cũng làm việc làm các bạn đây. Tôi không thể nào ngờ được là cái tình thương mà cư dân từ Washington dành cho thị trưởng Tại Đương Chí. Tôi không hiểu, nhiều lúc nhìn lại thị trưởng Tại Đương Chí không hiểu có thị trưởng thì ông làm cái gì mà người ta nói tùm lum hết. Nhưng mà phải làm việc tiếp xúc cư dân mới biết tình thương, cái sự tôn trọng mà không những cư dân ở Washington mà từ khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ dành cho thị trưởng Tại Đương Chí, thị trưởng đầu tiên cấp việc được tranh cử trực tiếp tại thành phố Washington này. Và thị trưởng Tại Đương Chí đang được sự hỗ trợ của đồng hương hiện ngày hôm nay tại Texas. Một người khác mà chúng tôi xin muốn được giới thiệu đến đây là một người bạn rất trẻ, có thể là trẻ như trẻ hơn chúng tôi, đã cũng nhiều rất là thâm niên, đã từng trong cái tinh thần phục vụ cộng đồng, và cũng tôi nghĩ là cũng 30 mấy năm qua trong cái thế hệ này, và người bạn trẻ này đã luôn luôn dấn thân trong cái tinh thần gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng và đã dấn thân đi tiên phong là người dân cử đầu tiên của chúng ta ở đây để mà đại diện. Tôi muốn nhắc mừng cho quý vị, giới thiệu quý vị cựu dân biểu Trần Thái Văn, là vị nghị viên đầu tiên năm 2000 của thành phố Galindo, sau đó được cựu Trần Thái Văn tiến tới làm dân biểu tiểu bang. Và trong suốt bao nhiêu năm qua, dân biểu Trần Thái Văn chưa bao giờ rời khỏi cái mục tiêu phục vụ gia tăng sức mạnh của cộng đồng. Chúng tôi quý vị trân trọng bắt tay mời dân biểu Trần Thái Văn. Cảm ơn luật sư Nguyễn Phúc Lân. Kính thưa hai cha, kính thưa sư cô, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, quý vị đồng hương, để góp phần sống động cho buổi gây quỹ ngày hôm nay, chúng tôi xin cái sự tham dự của quý vị. Bây giờ mình sẽ hô ba khẩu hiệu ba lần cùng với chúng tôi. Tôi sẽ phát biểu thị trưởng Westminster, thì quý vị la thật to lên cho toàn thế giới nghe. Charlie Chí Nguyễn, chúng ta bắt đầu nha. Thị trưởng Westminster, Charlie Chí Nguyễn. Thị trưởng Westminster, một lần nữa, thị trưởng Westminster. Đúng như vậy, thưa quý vị, lần đầu tiên và chúng tôi tham dự rất nhiều những cái buổi gây quỹ của các chính trị gia từ cấp địa phương lên tới kể cả tổng thống, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy thật sự mà có cái sự hiện diện và ủng hộ rất là mạnh mẽ của các đại diện hai chánh đạo trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và chúng tôi nghĩ rằng với cái sự ban phát lành của sư cô cũng như là các cha, chắc chắn rằng thị trưởng của thành phố Westminster là ai, thưa quý vị? Đúng như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh có ngày hôm nay đến đây cùng với nhà tôi, cùng với mẹ vợ tôi và con tôi để mà ủng hộ hai tay hai chân cho Charlie Chí Nguyễn thành thị trưởng của chúng ta, để mà giữ được cái thành trì
tị nạn cộng sản, thủ đô tị nạn cộng sản trên toàn thế giới thưa quý vị. Anh Chí Nguyễn như quý vị cũng biết đã làm việc và sát cánh qua hơn 3 thập niên thăng trầm của cộng đồng, và đã đi rất sát với cộng đồng chúng ta. Bởi vậy nên nói về bề dày kinh nghiệm về tâm đức và tâm đạo không có ai bằng. Thưa quý vị là ai? Đúng như vậy, anh Charlie Chí Nguyễn sẽ là thị trưởng, và chúng ta lấy qua cái sự hãnh diện đó là một thị trưởng có đức tính, có tài năng, phải còn đẹp trai nữa để mà đại diện cái quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta. Dù rằng cộng đồng chúng ta rất là phức tạp, một ngày một lớn mạnh hơn và có nhiều cái vấn đề khác nhau, nhưng mà vào cuối ngày, thưa quý vị, chúng ta đều có một cái căn cước chung, đó là một căn cước quốc gia tị nạn cộng sản mà không chấp nhận cái bạo quyền Hà Nội. Và qua cái tiếng nói của nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Ký, anh sẽ nói lên được cái nguyện vọng và nhu cầu của cộng đồng Việt Nam chúng tôi và chúng ta. Bởi vậy nên tất cả chúng ta ngày hôm nay phải dồn hết cái sức mạnh cũng như là tiếng nói và cái sự hậu thuẫn của chúng ta để mà thúc đẩy cho cái sự đắc cử lịch sử của nghị viên Charlie Chí Nguyễn vào thị trưởng của thành phố Westminster. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị. Em yêu luật sư Trần Thế Văn. Hôm nay mình đến đây để ủng hộ tinh thần cho anh Nguyễn Mạnh Chí, để nói lên cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng hùng mạnh. Thật sự, nếu tất cả mọi người đều đồng lòng đoàn kết phục vụ cho Westminster của chúng ta, thì chúng ta không phải cần ngồi đấu tranh nhiều, mà ngược lại, có những người không hiểu biết vì mình đã bỏ nước ra đi mấy chục năm mà mình qua đây để mình lập lại, mình làm những cái sự mà cho đất nước này mỗi một ngày càng thịnh vượng. Để làm gì? Để mình làm sáng láng danh dự cho cái cộng đồng người Việt Nam chính nghĩa của mình. Nhưng không ngờ mấy chục năm qua, bây giờ trở lại giống như cái cuộc mà đi di dân ngày 75 sắp sửa quay quần của chúng ta sắp đến. Vì vậy hôm nay tôi đến đây để ủng hộ cho anh Nguyễn Mạnh Chí, là một người chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, để anh Chí làm chức thị trưởng, để cho ảnh nói lên tiếng nói của cộng đồng mạnh mẽ, oai hùng, để cho những người mà không có chính nghĩa, để người ta nhìn ra được, để làm những sự việc. Một tiếng nói, một cộng đồng, một dân tộc Việt Nam, mình phải chụm lại, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì mới lên hòn núi cao. Cái này một cái cộng đồng chia ra làm bao nhiêu nhỏ thì không có một cái sự việc gì mà nó được cái gì hết. Thì hôm nay tôi muốn đến đây để nhắc nhở đến tất cả cộng đồng của chúng ta phải suy nghĩ lại và làm những cái sự mà chính nghĩa, vì những cái sự mà mình đã bỏ đất nước mình ra đi, mình phải nghĩ lại những cái thời gian đó. Thì tôi nói lên những cái sự nhắc nhở mà thôi. Thành thật cảm ơn. Vừa rồi ngồi ở phía dưới đó, tôi nghe ông Trần Thanh Văn nói đến cái chính nghĩa quốc gia làm cho tôi động lòng. Cái chính nghĩa quốc gia của chúng tôi đó không bao giờ thay đổi hết. Ngày xưa chúng tôi bảo vệ chính nghĩa quốc gia, bây giờ chúng tôi bảo vệ chính nghĩa quốc gia, và đến ngày tôi chết tôi cũng bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Thế thì trong 6 tháng qua, ông nghị viên Charlie Chí
đã làm những chức vụ ở thành phố Westminster. Và so far thì tôi thấy ông này chẳng có gây tay hết và làm những việc rất là hoàn hảo. Chúng tôi ủng hộ ông và tôi chắc chắn rằng thì là ông sẽ làm một thị trưởng tốt. Nếu mà ông không tốt đó thì ông kêu ông thị trưởng Tạ Đức Chí đã không endorse. Thế thì đối thủ của ông Tạ Đức Chí và Kimberly Hồ. Tôi xin lỗi ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Sally chị Nguyễn Mạnh Chí. Thì có bà Kimberly Hồ đó thì tôi thấy là không dám để bầu. Bởi vì bà này có nhiều tội lắm. Tội thứ nhất là phá tượng đài, đúng không? Tội thứ nhì của bà ấy là bà ấy đuổi ông thị trưởng ra khỏi cái văn phòng của thị trưởng. Đây là một cái việc làm mà không bao giờ, không hề xảy ra trên bất cứ chỗ nào của đất nước. Cái tội thứ ba của bà ấy là bà ấy đã cố gắng để tước đoạt quyền bầu cử thị trưởng của thành phố Westminster. Thì có ở cái nước cộng sản nó mới làm như vậy thôi, chứ còn cái nước tự do không bao giờ làm như vậy. Người dân có quyền bầu người thị trưởng. Cái tội thứ tư của bà ấy là tội phá chùa. Bà ấy đã âm mưu phá sập cái chùa Điều Ngự. Cái đó phải quý vị biết rồi. Thế thì bây giờ bà gây náo loạn của thành phố Westminster cho đến bây giờ vẫn còn náo loạn nữa. Cái bổn phận của đồng bào cư dân Westminster là phải không bầu phiếu cho bà ấy và nói bà ấy đừng phá hại nữa. Còn ông Tài Đỗ mà anh, ông Tài Đỗ đó thì là ông cũng có tội lắm. Ngoài cái tội dâm đãn ra đó thì ông còn có một cái tội ông ấy giết một cái người thường dân không có vũ khí trong tay, mà cái đây là một phụ nữ chỉ có 40 mấy pound thôi, có nghĩa rằng là bà này là cân theo kg rồi, chỉ có 20 kg thôi mà ông ấy đỡ ông bắn chết người ta. Rồi cái tội thứ hai của ông ấy là cái tội thứ hai của ông ấy thì cái tội này không thể dung tha được. Ông ấy đòi đổi thành tên thành phố Westminster ra thành thành phố Hồ Chí Minh, thì chắc tôi nghĩ rằng thì là đồng bào cũng không ai muốn bầu cho một cái người như vậy. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi là bài hình ảnh về buổi tiệc gây quỹ tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố Westminster do nghị viên thành phố Westminster, nghị viên Charlie Nguyễn Minh Chí tổ chức, kính thưa quý vị. Và đến đây thì chúng xin tạm dừng. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi trong thời gian qua, và bây giờ thì chúng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.